Tiền tiền. Ôi trời ơi. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TV. Hôm nay anh em mình có một cái trò chơi khá là hay nhá mọi người nhá. À, mỗi anh em sẽ có một cái thìa, cầm lấy. Cầm lấy. Cầm lấy. Cầm lấy. Cầm lấy. Cầm lấy. Đấy. À, đội đạt chó săn, Trung Min và Nguyên sẽ có một cái bát bột mì đây nhá. Đấy. Bên đây cũng có một bát bột mì bên này nhá. Đấy. À, tất cả sẽ dùng thìa. À, mỗi người mỗi đội sẽ có 12 lượt chơi, tức là cứ tí nữa sẽ sắp xếp những người đứng khoảng cách như nhau nhá, và người xúc thìa ngậm phải ngậm vào mồm nhá. Phải ngậm vào mồm và xúc ở đây, cầm một tờ thìa đưa cho đồng đội và nhả lại bột cho đồng đội sang phía bên kia. Khi mà hết số tiền này, tôi sẽ tính theo trọng lượng của bột mì chuyển sang bên kia. Đội nào được nhiều hơn sẽ giành chiến thắng nha, và sẽ lấy luôn số tiền của đội còn lại dành phần thưởng cho đội chiến thắng nha. À, hiểu chưa? Hiểu rõ chưa? Bây giờ sẽ sắp xếp nào. Hai đội đứng dậy. Ai là người đứng trước? Ai là người số 1? Đến đây. Số 1 ai là người số 2? Rồi, tiếp tục. Sẵn sàng rồi. Đây, đứng đây, đây. Từ từ. Đây này, sắp xếp này. Đây, số 1 đấy. Đây. Cứ đổ nhá. Đó nha. Sau khi đổ vào nhá thì hai đội sẽ phải chạy về chỗ người nào chạy về chỗ của người đấy nhá. Đây. Đặt vào săn này. Đấy. À, Nguyên này. Đấy. Thế này. Đấy. Phương này. Anh ơi, nghe nó xa xa gì? Xa cái gì mà xa? Không cân bằng. Không cân thẳng. Thẳng làm gì? Thẳng làm gì? Thôi. Rồi. Ok. À, thời gian sẽ tùy ý nhá. Các đội nhớ là tính theo cân nặng của số bột. Thế nên là cố gắng giữ cho bột ở trong thìa nhiều nhất. Vì chỉ có 12 lượt chơi, mỗi lượt sẽ cầm một đồng tiền đi sang bên kia và đặt vào bát của mình. Đây, hai bát của hai đội sẽ bên này nhá. Mỗi đội sẽ có một bát để thành quả đấy nhá. Đây là đội thế trạng đây nhá. Đây. Và đội Nguyên Thế. Đội Nguyên và Trung Bin sẽ ở đây nhá, bên này nhá. Đấy. Và mình sẽ đem cái cân sang bên này để tí nữa tính thành quả. Tao đưa tiền cho mày, Nguyên. Đúng rồi. Và chuyển bằng mồm, không được dùng tay nhá. Hai đội là phải khóa hết tay rồi nhá. Tao đưa tiền phải cầm bằng tay đúng không? Tiền cầm tay, đưa cho đồng đội chuyển sang đặt tiền rồi đấy. Tất cả ngậm mồm vào thìa. Ngậm thìa vào mồm. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đội Mão Đệ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa anh ơi? Trung Minh sẵn sàng chưa? Rồi. Ok, chuẩn bị này. 1, 2, 3 bắt đầu. Cầm tiền. Cầm một tờ tiền. Ôi, cẩn thận. Tính bằng số lượng cân đấy nhá. Cầm tiền đấy. Ừ. Nào. Hát gì cái? Kéo vào hát gì? Ôi rồi. Số bột ở trên tay không được tính đâu nhá. Rồi, ok. Một thìa. Vào đi. Đấy. Hai thìa. Cẩn thận. Thật là chậm rãi thôi. Đừng có cười. Ui, thằng này múc thảo quá. Nó múc thảo. Ôi trời, còn đến thế trạng còn có nửa tia. Ôi, không ngờ. Ui. Hát thịt. Dính mắt. Sao thằng thế trạng lại cầm tiền kia? Đặt tiền vào. Không là không được tính lượt đâu. Không được bốc, không các đội không được vi phạm nhá. Đấy. Trung Bin à?
tiền đi. Ôi trời ơi. Nào giả lại tiền, giả lại tiền, giả lại tiền, giả lại tiền. Rồi. Anh làm bác không nhìn thấy gì, dùng tay làm phải không? Nếu mà cùng số cân nặng là sẽ tính ra thời gian nhá. Anh cười gì đâu. Bác đây nhìn nhà phía bác chú đàn này. Đừng đúng chỗ. Có thái bột mì không? Đội này được có mấy lượt đội này nghe không ăn thua rồi. Ngày qua đó. Trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Nào mau đệ nào, xem mau đệ nào. Hết ạ. Đó, cái cuối cùng. Phải thật đấy ạ. Sâu vào. Ôi trời. Bục lại. Mau đệ đến lượt cuối cùng rồi nhá. Chưa bạn lỗi nào đâu, thấy chú Đạt chưa? Hả? Cười gái. Mà để nhìn ra là tốt. Tiến Vượng à, đội này nhìn cười rất tốt. Khá khen. Rồi à, đội Mao Đệ và Tiến Vượng và Thế Trạng đã xong lượt là... xong số lượt rồi nhá. À bây giờ là đến Được lại. Không tính thời gian mà. Đúng rồi. Nope. Ôi. Ôi nước mắt nước môi chạm môi à. Nước mắt nước mũi hòa tan niềm đau. Môi chạm môi à. Nguyên chưa ăn được phát nào nhỉ? Im quá, ôi im. Đừng im. Dừng khoảng chừng là 30 giây. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chi sẻ theo thầy đi. Vẫn phải kia. Đó. Rồi ôi. Này không được đấy đâu, cố gắng giữ này, này vẫn còn trong mồm, vẫn còn là phải cố. Rồi đặt tấm san còn không? Chung một cái múc vãi được các anh viên của bắt đầu bài. Sao? Nào, to tay cầm tay à? Điên đâu? Rồi, ok, hết rồi. Nào, các đội cầm thành quả ra. Nào, Nguyên cầm thành quả ra. Rồi, cầm thành quả ra. Nào, đặt ra giữa sân. Đặt xuống. Cái mình còn chơi bao nhiêu này. Rồi. Hai đội tháo tay ra đi. Tháo được à? Để rồi. Ui giời. Giờ sẽ tháo tay và kiểm tra kết quả nhá. Cứu em ơi. Rồi.
ông cho ông thổi hết mà mình làm mình buồn cười theo. Anh cười không nói gì thì chúng ta nó cười cứ cười cái nó bắt đầu làm bọn. Tao nói bên này bọn ma vệ nó có. Đâu? Ông cứ ngồi bên này. Quan trọng nó là đồng đội. Đúng rồi. Quan trọng nó phải là đồng đội. Đúng rồi. Ma vệ mọi khi ạ. Chơi. Ma vệ mọi khi hay cười như thế mà còn hôm nay còn phải nhí cười. Đấy. Từ bắt đầu thế cân của đội đặt cho săn trước nha. Cân là hơi biết là cân cân tí nhưng mà chút có tí một chứ. Không, chút 50 đấy. Chút mình là chút có tí một cân cân chuẩn cân nhá, chuẩn chỉ nhá. Đây là đội đặt cho săn Trung Vin và Nguyên này. Chuẩn ngoại chuẩn lạng à. Nào. Chuẩn lạng vào. Hai lạng mới đây. Hai lạng ba hoa. Mình thổi bắt mình vào mắt. Hai ba hoa. Hai lạng ba hoa. Hai lạng ba hoa đúng không? Hai lạng ba vậy. Hai lạng ba vậy. Bọn mình đã phát ba lạng. Chúng mình phải bốn lạng. Phải bốn lạng. Kéo được 7-8 lạng. Rồi, bên đội bao đệ. Bốn lạng. Ôi, win out rồi. Hai lạng bốn vạch. Hai đội hơn nhau đúng một vạch nha. Hai lạng bốn hoa. Này, bọn em thắng mấy cả thời gian hơn cả trong nữa. Nhiều nhìn là để biết là đội nào cũng giành thắng cuộc rồi. Thắng mấy cả thời gian là trong nữa. Đấy đấy, từ từ. Và đội ngoài của đội thua cuộc sẽ chuyển về cho đội thắng cuộc. Đấy. Ôi trời ơi, chào tất cả mọi người nha, mọi người nhớ đăng ký ấn chuông kênh Gaming Tam Mao để ủng hộ anh em mình làm những trò chơi vui như thế này nha mọi người nha. Từ giờ kênh Gaming Tam Mao sẽ chuyển sang chơi những trò chơi ngắn và vui. Chào tất cả mọi người nha. Bye bye mọi người.